Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Mơ thấy những điều này, chẳng mấy chốc giàu sang phú quý sẽ bủa vây lấy bạn. Nếu bất chợt bạn gặp những giấc mơ báo hiệu có tiền này, chẳng mấy chốc giàu sang phú quý sẽ gõ cửa nhà bạn đấy. Cùng Lịch ngày tốt khám phá ngay sau đây nhé. Trong mơ thấy mình đếm tiền. Giải mã giấc mơ này cho thấy đây là dấu hiệu cho thấy sẽ có thành công lớn ở phía trước đang chờ đợi bạn. Đây cũng là giấc mơ báo hiệu rằng công việc của bạn sắp đến sẽ vô cùng suôn sẻ, tài lộc nối đuôi nhau kéo đến ầm ầm. Với người nam nữ đã có gia đình thì đây là giấc mơ báo hiệu có tiền, điểm báo cho cuộc sống giàu sang phú quý, vô tư không cần lo nghĩ về tiền bạc, hưởng an nhàn thanh thang. Nếu nam nữ chưa kết hôn thì chuyện tình cảm sẽ vô cùng thuận lợi. Giấc mơ báo hiệu có tiền, mơ thấy rắn. Mơ thấy rắn ẩn chứa nhiều ma lực huyền bí, trong đó có dấu hiệu giàu có. Nếu bạn mơ thấy rắn, điều đó đồng nghĩa với việc tài lộc của bạn sắp trở nên dồi dào, thậm chí bạn liên tiếp gặp được may mắn về tài chính. Ngoài ra, giải mã giấc mơ này còn cho thấy có cơ hội tiến xa hơn trên con đường công danh sự nghiệp. Nếu bạn đang có một thương vụ làm ăn lớn, có ý định kinh doanh hàng hóa dịch vụ thì hãy bắt tay ngay vào khi gặp giấc mơ này. Nó sẽ báo hiệu rằng bạn có những thành tựu ngoài mong đợi với lợi nhuận mang lại rất lớn, hãy đừng bỏ lỡ. Giấc mơ báo hiệu có tiền, mơ thấy mình ở giữa đại lộ. Nếu bạn mơ thấy một con đường rộng và đẹp thì bạn sẽ sớm đón nhận những hạnh phúc trong cuộc sống. Một con đường thanh thang trong giấc mơ cũng báo hiệu những thuận lợi sắp đến trên con đường công danh của bạn. Bên cạnh đó, giấc mơ này cũng là điềm báo đầy may mắn rằng bạn sẽ có những người tốt ở bên, hỗ trợ bạn hết mình để vượt qua khó khăn và đạt được mục đích một cách mỹ mãn trong công cuộc và sự nghiệp. Giải mã giấc mơ, mơ thấy cây, hoa và quả. Nếu bạn mơ thấy mình lạc giữa một khu vườn rất nhiều trái cây thì đây là dấu hiệu tài lộc sắp đến gõ cửa nhà bạn. Đây đích thị là giấc mơ báo hiệu có tiền. Những cây to, tán càng rộng thì chắc chắn bạn lại càng sắp phát tài, làm ăn gặp thời, mọi điều suôn sẻ như ý. Nếu bạn đang làm ăn buôn bán mà mơ thấy cây đang khô héo, bỗng dưng đâm chồi nảy lộc thì cơ hội kiếm tiền món lợi phía trước đang chờ đón bạn. Đặc biệt khi bạn mơ thấy quả táo thì càng có cơ hội phát tài. Nếu quả táo chín mọng thì bạn có khả năng trúng xổ số và những điều may mắn liên quan đến tài chính trong sự nghiệp công danh của mình. Giấc mơ tốt cho sự nghiệp, mơ gặp cấp trên hoặc sếp một cách thân thiết. Giải mã ý nghĩa giấc mơ này cho thấy những dấu hiệu phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, vận may tài lộc tốt hơn người đang chờ đón ta phía trước. Có người nói mơ việc quan hệ tốt với đồng nghiệp có được tính không? Tuy nhiên theo phân tích, dù rằng đây là một trong những việc tốt nhưng sự tăng vọt về mặt tiền bạc thì cũng không khả quan cho lắm. Giải mã giấc mơ thấy điềm lành nơi công sở. Bao gồm những nơi như chỗ làm việc, công ty, văn phòng hoặc nơi gặp đồng nghiệp có xuất hiện cầu vồng, mây ngũ sắc, thần tài, từ hưu, con rơi con cóc. Nếu phụ nữ mơ thấy con công, phượng, lân gặp đàn ông mãnh thú mà trong mơ không hề sợ hãi, đều là những dấu hiệu cho thấy sự may mắn về tiền bạc. Giấc mơ báo hiệu trở thành sếp, mơ thấy đi vào ngôi nhà xa lạ, nhặt được một món đồ đắt tiền. Giấc mơ này có thể đem lại sự thăng tiến cho người mơ thấy nó, bạn dễ dàng có cơ hội trở thành sếp hoặc có những hồi đáp tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.